Ý trời đất ơi, trời ơi cậu Nhân, sao cậu nằm đây? Cậu Nhân về hồi nào vậy? Trời ơi, sao cậu về mà cậu không gọi tôi? Chết rồi, người cậu như vậy là cậu dầm xương cả đêm rồi phải không? Cậu đi lên tắm rửa thay đồ đi để bệnh chết đó. Tôi phải tiếp tục đi tìm Nhớ Hơn. À, không 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 được. Cậu đã tìm suốt cả đêm qua rồi, cậu mà tiếp tục nữa là cậu chịu không có nổi đâu. Với lại biết cô Hân ở đâu mà cậu tìm? Mặc kệ, tôi phải đi tìm cổ. Trời ơi, tôi đã nói là không được. Cậu Bảo, cậu Bảo ơi, có chuyện gì từ từ nói đi cậu Bảo à. Cậu Nhân, cậu có phải Nhân Bảo hãm hại Nhớ Hơn hay không? Anh tránh ra đi, tôi không có thời giờ tranh cãi với anh. Tránh ra. Anh có biết hôm qua Nhớ Hơn về nhà với bộ dạng như thế nào không? Nếu mà cô ấy không biết đường về biệt thự rồi đi đâu đó gặp nguy hiểm thì sao? Còn gì nói gì vậy? Nhớ Hơn về rồi hả? Cô ấy có sao không vậy? Anh đừng có giả bộ trước mặt tôi nữa. Chắc chắn là đã hại cô ấy đúng không? Chuyện cô ấy rơi xuống vực, tại sao Nhớ Hơn lại đánh rơi đồ đó? Anh nói đi, anh đã bày trò gì hả? Đúng, tất cả là một màn kịch. Tôi đã có ý định dựng lên một màn kịch cho Nhớ Hơn phải chết để lừa cậu, rồi tôi sẽ đưa Nhớ Hơn rời khỏi đây. Nhưng tôi hoàn toàn không có ý hại cậu. Tôi không tin. Rõ ràng anh đã lên kế hoạch từ trước rồi. Anh đã lên kế hoạch gây nên nhiều bi kịch cho gia đình tôi và gia đình cô ấy. Lần này anh lại muốn tiếp tục gây cái gì nữa đây? Con người anh thật là đáng sợ. Tôi đã tin lầm anh. Xem tí nữa, tôi đã hại chết Nhớ Hơn. So với tôi, người đáng sợ là Ngọc Anh đó. Người mà cậu yêu thương và tin tưởng nhất. Anh nói cái gì? Tất cả kế hoạch của tôi đều có sự tiếp tay của Ngọc Anh. Lần này chính Ngọc Anh đã dựng hiện trường giả, kêu tôi giúp cô ta lừa gạt anh. Coi như một công đôi chuyện. Anh nói cái gì? Chính em là người đồng mưu với Trọng Nhân để hãm hại Gia Hân và Nhã Hân. Chính miệng anh ta đã nói như vậy. Người gian cảnh để đốt kho hàng rồi đổ tội cho Nhã Hân chính là em. Gia Bảo à, tại sao anh có thể tin một câu chuyện vô lý chính từ miệng anh ta chứ? Làm sao em có thể làm điều xấu xa như vậy với người em yêu? Hơn nữa, Nhã Hân là một người chị em thân thiết với em từ nhỏ. Làm sao em có thể làm điều đó hả Gia Bảo? Thực sự anh cũng không tin những lời anh ta nói. Anh chỉ muốn hỏi em cho rõ ràng hơn thôi. Chắc chắn đây là lời bịa đặt của anh ta để khỏa lấp tội lỗi anh ta gây ra. Rõ ràng là sau khi hại mọi người xong, anh ta lại tiếp tục muốn ly gián tình cảm của hai chúng ta. Vậy mà anh còn về hỏi em. Anh khiến em đau lòng quá. Ngọc Anh à, từ nay về sau anh sẽ không tin bất cứ điều gì từ anh ta nữa. Anh xin lỗi vì đã không tin tưởng em. Anh hồ đồ quá. Sao anh có thể nghi ngờ em được chứ? Thôi bỏ đi. Chỉ cần anh hiểu rõ ràng mọi chuyện và anh đừng tiếp tục nghi ngờ và hiểu lầm em nữa là được rồi. Anh có biết là em yêu anh nhiều lắm không? Em có thể vì anh hy sinh tất cả. Em chỉ cần tình yêu và sự tin tưởng của anh thôi. Anh ta đúng là quá tham độc. Loại người như anh ta, anh sẽ không để cho anh ta tới gần Nhã Hơn nữa. Anh sẽ chăm sóc và bảo vệ cho Nhã Hơn, không cho anh ta tiếp cận Nhã Hơn nữa. Em cũng muốn Nhã Hơn tránh xa anh ta ra. Anh lại muốn gì nữa đây? Tôi muốn gặp Nhã Hơn. Anh mở cửa cho tôi vô gặp cô ấy đi.
Tôi sẽ không để loại người xảo trá nhanh bước vào gia hương này đâu. Dù chỉ là một bước. Vậy là anh tin lời Ngọc Anh đúng không? Tất nhiên là tôi tin lời Ngọc Anh rồi. Chứ không lẽ tôi tin loại người giống như anh sao? Rồi anh sẽ hối hận đó. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ bảo vệ Nhã Hân cho tới cùng, không cho anh tiếp cận cũng như là có cơ hội làm hại Nhã Hân đâu. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Bằng mọi cách tôi sẽ giành lấy Nhã Hân về mình. Bởi vì tôi không muốn những kẻ xấu giấu mặt làm hại cô ấy tiếp tục. Anh cứ chờ mà xem.